Bài viết có tựa đề Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giơ ba ngón tay của người biểu tình Thái Lan trước khi đăng quang, được đăng trên trang RFA. Cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 23 tuổi, vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới Miss Grand International 2021 vào tối ngày 4 tháng 12 ở Thái Lan, sau khi có bài phát biểu truyền cảm hứng và giơ ba ngón tay, biểu tượng của người biểu tình đòi dân chủ ở xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, hình ảnh cô giơ ba ngón tay đã bị các tờ báo trong nước kiểm duyệt và cắt đi. Đây là biểu tượng chim húng nhại trong phim The Hunger Games và được người biểu tình đòi dân chủ ở cả Thái Lan và Myanmar sử dụng trong năm 2021 này. Trong phần thuyết trình bằng tiếng Anh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết: Hòa bình giống như không khí ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sống và nghĩ về nó hàng ngày, nhưng không hiểu sao chúng ta cho rằng bảo vệ hòa bình không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Chiến tranh không chỉ xảy ra ở quá khứ, mà chiến tranh còn là cuộc chiến giữa các thiên thần và ác quỷ trong mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người có thể kiểm soát và kiềm chế nó. Việc lớn lên không cùng với cha mẹ đã dạy cho tôi điều quan trọng nhất của tình yêu là gì. Ngày hôm nay, tôi đứng ở đây để sát cánh cùng với những người bị bỏ rơi và cả những ai muốn làm tổn thương người khác. Làm ơn, hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa. Tôi từng bị bỏ rơi, nhưng tôi sẽ không phớt lờ bạn vì tôi biết mỗi người chúng ta là một phần trong việc thay đổi thế giới. Chúng ta đều là anh hùng của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau tạo lập một thế giới hòa bình và tươi đẹp. Ngay sau đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói một câu bằng tiếng Thái có nghĩa là làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đồng thời, giơ cao ba ngón tay khép lại. Giải thích với tờ Matichon của Thái Lan sau khi đăng quang về biểu tượng mà cô đưa ra ở cuộc thi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói: Tôi đã biết về tình hình ở Thái Lan cách đây vài tháng, về những người đấu tranh và biểu tình ở Thái Lan. Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái. Hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ những gì đã xảy ra ở Thái Lan cách đây vài tháng và bây giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa, hãy giúp nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong phần thi ứng xử ở top 5 chung cuộc, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng ngỏ lời cảm ơn tới người đã sáng chế ra vaccine của hãng AstraZeneca và chia sẻ bản quyền miễn phí, vì thế nó rẻ hơn những vaccine của các hãng khác. Nếu có cơ hội được ngỏ lời với người mà tôi ngưỡng mộ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người đã sáng chế ra vaccine AstraZeneca vì cô ấy không cần tới số tiền thưởng dành cho bằng sáng chế. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Đôi khi chúng ta làm việc tốt mà không cần tới sự ghi nhận. Cũng trong cuộc thi Miss Grand 2020 tổ chức hồi tháng 3 năm nay, Hoa hậu Hòa bình Myanmar cô Hanley cũng đã đưa cao ba ngón tay khép lại ngay trên sân khấu của cuộc thi và sau đó đã ở lại Bangkok để xin tị nạn do lo sợ chính quyền quân sự của Miến Điện sẽ bắt giữ cô khi về nước.
đàn và bước trong sa mạc, nương theo những dấu chân bội bạc. Có dấu chân của đứa con bà đưa về phía mặt trời cháy ra. Ôi nắng hòa bình hay nắng xót xa, người đàn bà khóc trong sa mạc, nơi nhân ái đức tin mở lạt. Nước mắt rơi nhỏ xuống cát thành, lệ huyết nóng gợi lòng sáng danh những con người sống nơi địa ngục trần. Người đàn bà hát trong sa mạc như âm bao sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vọng buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Đàn bà hát trong sa mạc như âm báo sớm mai loạn lạc, tiếng hát như là tiếng vọng buồn từ bóng tối sa mạc lạnh thêm. Lời tiên tri muộn hay lời người điên, người đàn bà thoát ra sa mạc tan nhân tình nát tươi phần hồn. Dưới bóng đêm vọng tiếng kinh buồn, ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới có thiên đường chờ. Ngọn đuốc sáng soi đoàn người đưa nơi người sẽ tới.